Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng thống Biden thăm Việt Nam, nội bộ đảng phá Tổng Bí thư vì sợ Bắc Kinh phật lòng. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Biden đến Hà Nội vào hai hôm mùng 10 và 11 tháng 9 được truyền thông quốc tế hết sức quan tâm và đánh giá cao. Hãng thông tấn Pháp AFP trong một bài bình luận với tựa đề "Một mình tiếp Tổng thống Mỹ", Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và cho rằng Tổng thống Mỹ công du Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng chỉ xuất hiện với vai trò chủ trì buổi tiệc chiêu đãi nguyên thủ quốc gia tối ngày 10 tháng 9. Những điều này cho thấy Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng thể hiện đồng thời hai vai trò, tổng đạo diễn cũng như diễn viên chính trong sự kiện trọng đại bậc nhất cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ nồng ấm chưa từng có. Chuyến thăm quan trọng của Tổng thống Mỹ đến Hà Nội chỉ kéo dài khoảng 24 tiếng đồng hồ, song chắc chắn mọi thứ đều nằm trong sự tính toán tới mức chi tiết của ban lãnh đạo Việt Nam và không cho phép sai sót dù chỉ một ly. Tổng thống Mỹ Biden trong một sự kiện tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 9. Vậy mà khi ông Tổng thống Mỹ Biden chưa rời khỏi Việt Nam, chưa kết thúc chuyến thăm, thì giới quan sát đã thấy những sự bất thường của những thế lực trong Đảng Cộng sản. Họ cố ý tạo ra ba hạt sạn làm vấy bẩn sự kiện quan trọng này. Thứ nhất, một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Biden đến Hà Nội vào ngày 9 tháng 9, tờ báo New York Times tiết lộ một thông tin cho biết một văn bản của Bộ Tài chính Việt Nam phát hành vào tháng 3 năm 2023 với nội dung Bộ Quốc phòng Việt Nam đã âm thầm bí mật mua sắm vũ khí quốc phòng từ Nga với ngân khoản 8 tỷ đô la trong thời gian 20 năm để hiện đại hóa quân đội. Tờ báo New York Times đưa ra một bình luận đáng quan tâm, đó là các tướng lĩnh hàng đầu của quân đội Việt Nam vốn vẫn gắn bó sâu đậm với nước Nga và họ có thái độ chung là không ưa người Mỹ. Thứ hai, Tổng thống Biden là một quốc khách quan trọng nhất của Việt Nam. Vậy mà các trang báo lớn như Tuổi Trẻ, Pháp Luật Thành phố và một số tờ báo khác đã tự ý kiểm duyệt bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Biden khi ông nhắc đến vấn đề nhân quyền. Các tờ báo nói trên đã đăng toàn văn phát biểu của Tổng thống Mỹ khi hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng khi đối chiếu với phiên bản do Nhà Trắng đăng tải thì có sự chênh lệch rất lớn. Cụ thể, phát biểu của ông Biden nhắc đến vấn đề nhân quyền, nguyên văn trên trang web của Nhà Trắng là: "Tôi cũng đã nêu tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền là ưu tiên hàng đầu của cả chính quyền của tôi và của người dân Mỹ và chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn về lĩnh vực này." Các trang báo Việt Nam vừa kể trên đã bỏ bớt nội dung chỉ còn ngắn gọn vẻn vẹn là "Tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền con người." Nhà nước Việt Nam đã kiểm duyệt lời nói của Tổng thống Biden khi ông nhắc đến vấn đề nhân quyền. Điều đó có thể khiến người đọc hiểu thiếu nội dung câu nói của Tổng thống Mỹ khi ông nói là ông đã nêu vấn đề nhân quyền với lãnh đạo Việt Nam và rằng hai bên sẽ tiếp tục đối thoại về nhân quyền chứ không chỉ nêu trùng trùng. Thứ ba, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng thống Mỹ đã không xuất hiện hình ảnh cùng người dân thủ đô chào đón hàng dài trên đường phố với pano khẩu hiệu, cờ hoa vẫy chào như đón tiếp bốn đời Tổng thống Mỹ trước đây từng đến Hà Nội. Trên mạng xã hội Facebook đã chia sẻ các thông tin cho biết, công an ở các phường ở trung tâm Hà Nội đã tỏa đi các địa bàn dự trù con đường xe của Tổng thống Mỹ đi qua, vận động nhân dân không nên tụ tập và không được làm các biểu ngữ chào mừng. Các nhà hoạt động xã hội ở Hà Nội đã bị công an nhắc nhở, yêu cầu ở trong nhà. Văn bản của phường Vĩnh Phúc ở Hà Nội đã bị lộ ra ngoài, yêu cầu các cư dân không được tụ tập chào đón. Thậm chí một văn bản của Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình bị rò rỉ ra ngoài với nội dung thông báo nhắc nhở dân cư trên địa bàn không được tụ tập chào đón, thậm chí không được mở cửa sổ nhìn đoàn xe, các hàng quán, nơi kinh doanh v.v. Suốt các con đường có đoàn xe Tổng thống mới đi qua được lệnh phải đóng cửa nghỉ bán để tập trung vệ sinh môi trường. Quan trọng là công văn này nhấn mạnh khi đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ đi qua tuyệt đối không tò mò ra ngoài xem, cửa các tầng phải đóng, việc này chính là để đảm bảo an toàn về an ninh Mỹ nếu thấy có nghi vấn có nguy cơ mất an toàn có thể bắn hạ. Mục đích văn bản này được cho là của một số lãnh đạo ủy viên Bộ Chính trị không muốn có cảnh dân chúng chào đón rầm rộ sẽ khiến Bắc Kinh không vừa lòng. Những điều liệt kê kể ra đã thấy não trạng của các quan chức lãnh đạo tại Việt Nam vì sợ Trung Quốc, họ sẵn sàng đàm phán và phá đám để làm mất uy tín, danh dự của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì nói gì đến danh dự quốc gia của nhân dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Trung Khoa Thời báo.d ngày hôm nay với bản tin Tổng thống Biden thăm Việt Nam, nội bộ đảng phá Tổng Bí thư
vì sợ Bắc Kinh phật lòng. Dù đã hợp tác cấp cao với Mỹ, vì sao Hà Nội vẫn bí mật mua 8 tỷ đô la vũ khí từ Nga? Ngoài ngày 10 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Biden đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam. Đây là một chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Mục đích chuyến thăm là nâng cấp mối quan hệ ngoại giao Việt Nam và Mỹ lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Không hiểu vì lý do gì, một ngày trước đó là vào ngày 9 tháng 9, tờ báo New York Times tiết lộ thông tin cho biết Hà Nội ve vãn Mỹ nhưng vẫn đi cửa sau mua vũ khí của Nga. Bài báo cho biết Việt Nam đang xích lại Mỹ gần hơn bao giờ hết và Hà Nội hy vọng có thể dựa vào Washington trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Vậy mà ngay trong bối cảnh này, lãnh đạo Hà Nội lại bí mật mua 8 tỷ đô la vũ khí từ Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đã tuyên bố trước đó. Bài báo trên tờ The New York Times tiết lộ thông tin Việt Nam bí mật mua 8 tỷ đô la vũ khí Nga trước khi Biden đến Hà Nội. Tờ New York Times tiết lộ một văn bản của Bộ Tài chính Việt Nam phát hành vào tháng 3 năm 2023 nhưng không ghi ngày cụ thể. Nội dung của bản báo cáo cho biết các giới chức Việt Nam xác nhận Bộ Quốc phòng Việt Nam đã âm thầm bí mật mua sắm vũ khí quốc phòng để hiện đại hóa quân đội nước này thông qua một liên doanh dầu khí Việt Nam và Nga. Văn bản rò rỉ do một Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam đã ký. Bản tài liệu ghi rõ thời điểm đó tháng 3 năm 2023, phía Việt Nam tiến hành đàm phán một thỏa thuận mua vũ khí mới của Nga để củng cố niềm tin chiến lược, bất kể đó là thời điểm Nga đang bị các nước phương Tây cấm vận về mọi mặt. Theo đánh giá của tờ báo New York Times, Việt Nam từng là một trong 10 nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu của thế giới và từ lâu đã phụ thuộc vào nguồn vũ khí của Nga. Rõ ràng, việc Mỹ tuyên bố trừng phạt các quốc gia mua vũ khí Nga đã làm ảnh hưởng kế hoạch cải tổ quân đội của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trong bối cảnh chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông luôn luôn đang bị đe dọa trước sự lấn lướt của Trung Quốc. Do đó, bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ, giới chức trong Bộ Quốc phòng Việt Nam phải tìm mọi cách để xoay sở, luồn lách để tiếp tục mua vũ khí từ Nga. Song theo đuổi các thỏa thuận vũ khí của Nga, Hà Nội chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng không ít tới sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Xe tăng của Nga tại cuộc triển lãm vũ khí ở Hà Nội vào hồi cuối năm 2022. Bài báo của The New York Times còn tiết lộ văn bản của Bộ Tài chính Việt Nam còn thấy chi tiết cách thức Bộ Quốc phòng Việt Nam thanh toán tiền cho các thương vụ vũ khí bí mật. Theo đó, để tránh sự giám sát của Hoa Kỳ, số tiền mua vũ khí từ Nga sẽ được thông qua hệ thống sổ sách kế toán của một liên doanh khai thác dầu khí Nga-Việt Nam mang tên Rusviet Petro. Đây là một công ty có các hoạt động khai thác dầu khí tự nhiên ở miền Bắc nước Nga. Văn bản của Bộ Tài chính Việt Nam còn khẳng định rằng Đảng và Nhà nước chúng ta vẫn xác định Nga là đối tác chiến lược quan trọng nhất về quốc phòng và an ninh. Các điều khoản thỏa thuận trong bản ghi nhớ và các hợp đồng mua bán vũ khí với Nga có giá trị khoảng 8 tỷ đô la trong thời hạn 20 năm. Hai tháng sau, đề xuất của Bộ Tài chính Việt Nam, cựu Thủ tướng Nga Dmitry, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đã âm thầm tới Hà Nội để ký thỏa thuận này với giới chức lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Điều này chính là lý do tại sao Việt Nam luôn né tránh việc chỉ trích Nga xâm lược Ukraine, cũng như Việt Nam luôn bỏ phiếu chống lại các nghị quyết của Liên Hợp Quốc gây bất lợi cho Nga. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry tại Hà Nội vào tháng 5 năm 2023. Trước khi cuộc chiến Ukraine nổ ra, do chất lượng của một số khí tài quân sự Nga không như quảng cáo, nên Hà Nội đã bắt đầu tìm các nguồn cung cấp vũ khí khác như từ Israel, Cộng hòa Séc và một số nước khác. Về phần mình, Hoa Kỳ cũng đã biết nên cố kéo Việt Nam ra khỏi quỹ đạo của Nga. Vào năm 2016, Washington đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Hà Nội. Tuy nhiên, tờ báo New York Times cho rằng quân đội Việt Nam vẫn gắn bó sâu đậm với Nga và việc thay đổi điều đó có thể mất nhiều thập niên. Hầu hết các thế hệ tướng lĩnh hàng đầu quân đội Việt Nam đều được đào tạo ở Liên Xô trước đây và ở Nga sau này. Ngoài ra, còn có một lý do khác để Hà Nội muốn giao dịch với Nga là làm ăn với Nga thì luôn có trò luồn tay dưới gầm bàn, tức là lại quả rất lớn, trong khi tướng lĩnh Việt Nam cũng chẳng tử tế gì. Mua bán vũ khí với Nga là cơ hội để tướng tá Chóp Bu trong Bộ Quốc phòng Việt Nam có cơ hội tham nhũng khủng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin dù đã hợp tác cấp cao với Mỹ, vì sao Hà Nội vẫn bí mật mua 8 tỷ đô la vũ khí từ Nga.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de